Ông Tư mất rồi. Thôi bây giờ lúc đó tôi phóng luôn. Bye bye chú ba. Ai cũng có cuộc sống riêng hết á. Mọi người đều chỉ trích chị Cẩm Hường nhiều, rồi nói ông Tư hay là như thế này, nhưng mà quan trọng là mình cầu cho hương hồn của ông Tư được thanh thản ra đi. Ông Tư cũng không có vui khi mà nghe mọi người chỉ trích chính đứa con gái của mình, mặc dù là một người con gái nuôi thôi, nhưng mà Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì chiều ngày hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Cơ Sách của tỉnh Sóc Trăng, và phía sau lưng đây là ngôi nhà của ông Ba, một người bạn đời, một anh em kết nghĩa đối với ông Tư. Những ngày qua thì cô bác quý anh chị cũng đã nắm được thông tin rằng ông Tư cũng đã mất. Và ngày ông Tư về á, thì ông Tư lại về trên một cái chiếc ghe do chính quý mạnh thường quân hỗ trợ. Và cái trên chiếc ghe đó có hài cốt của ông Tư, di ảnh của ông Tư, và có cả anh Sầm Hưng nè, rồi có cả người bạn đời của ông Tư, đó là ông Ba. Chú Ba, hình ảnh mà Bùi Hồ cảm thấy rất là phục ông Ba, vì đối với người bạn đời của mình á, tiễn đến nơi an nghỉ cuối cùng và tiễn đến nhà của người bạn đời mình luôn. Và ông Ba có chia sẻ với anh Sầm Hưng như thế này: vào lúc 5 giờ chiều, cũng thời điểm này nè cô bác quý anh chị, ông Ba cùng với anh Sầm Hưng tiến hành chạy chiếc ghe đến Cà Mau, thì đến 12 giờ khuya, không hiểu lý do vì sao cái chiếc máy lại trục trặc và phải bơi cho đến gần 5 giờ sáng để có thể trở về được Cà Mau. Đó là một hành trình khá là gian nan, không chỉ là buồn mà lại gặp sự cố nữa. Đó. Mà ông Ba lại rất là xúc động khi đứng trước cái bàn thờ và di ảnh của người bạn đời mình. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn cập nhật hình ảnh của ông Ba, một người mà Bùi Hồ cho rằng là sống rất là tình nghĩa, mặc dù trong cái cảnh nghèo có nhau. Bây giờ mà cô bác quý chị cùng với Bùi Hồ vào bên trong ha. Hiện nay thì cũng đã hơn 5 giờ rồi. Thời gian thì cũng khá là muộn rồi cô bác ấy. Thời gian thì cũng khá là muộn rồi. Và ghé ông Ba vào một buổi chiều này, vừa không có bạn sống ở trong cái căn nhà này, mỗi buổi chiều á, chén trà ly rượu làm cho ông Ba vui hơn những lúc xế chiều như thế này. Nhưng ngày hôm nay người bạn cũng đã không còn nữa, người thì cũng đã mất rồi. Quan trọng là người ở lại làm sao lại lấp đầy những cái nỗi buồn đó với cái công việc và sống cho thời gian tới. Con chào ông Ba. Dạ. Con chào ông Ba. Ngày hôm nay thì chắc cũng khoảng 3-4 ngày ngày ông Tư mất, thì mình không có nói nhiều về cái chuyện xưa nữa. Đúng. Không biết thì hiện nay cái tâm trạng của ông Ba như thế nào rồi? Rồi như này, như vậy tôi á, mình còn có cái tiệm thôi. Anh mình mất đi, mình còn nhớ thôi. Nhớ muôn vai, mình thấy cái nỗi khổ đau phải trôi qua không, cái mình nhớ hoài, mình làm ăn kiếm tinh thần mình suy sụp vô, tức là bình bản không ai lo mình không đó. Thôi thì mình trước sau anh mình cũng ở đây rồi, mình phải cố gắng vượt qua, cố gắng bởi vì mà những cái khoan cố gắng mình biết rằng khó, nó khó bó khó khôn không, nhưng mà trước sau thì cũng mình phải vượt qua. Và mình mất đi một người, vừa mất đi một người anh, vừa mất đi một người bạn đó. Thôi nỗi khổ đau mình là chấp nhận rồi thôi. Thôi anh mình ra đi rồi, ông ấy yên tâm vậy thôi, thì mình không nói gì hơn, mình đã cố gắng. Tôi cũng cầu Phật, tôi ơi, anh mất đi tình binh nó dậy thôi, ngàn năm không giờ còn thế lại, anh đổ phù hộ cho em những cái nào khó vượt qua, cái khó bỏ qua, cái gì xui đi, cái xui đi cái hồi năm đến á.
Con muốn hỏi ông ba là trước đây thì khi mà ông Tư còn đó thì chiều ông ba với ông Tư cùng nhau một tí rượu để mà ngủ. Thì ông ba về đây được mấy ngày rồi? Dài thì bữa chung dẫn đâu, bữa gai bữa cũng nói trong thứ hai rồi. Bữa nay là thứ ba rồi. Nay thứ ba là hai ngày rồi. Ăn uống gì được không? Hả? Ăn uống gì được không? Không, nói chung đi. Nói chung đi hồi sáng vậy là không ăn cũng không làm. Dạ. Thậm chí nãy rồi lấy tôi cúng mà anh tôi khóc luôn. Bỏ ăn luôn. Mình nói thật luôn. Dạ. Sáng giờ không ăn không được hộp cơm đâu. Mình nhớ cái kỷ niệm từng hồi nó ngồi tôi khóc nữa. Nhưng mà không, mình gắng kiềm chế. Bước mình nhớ cái kỷ niệm thà không có kết tình nguyên đại thôi. Kết đường đại. Lúc nào tôi có anh Tư với anh của tôi. Tôi giá hộ ổng mà. Anh Tư ơi, sống con Phát Linh. Mà anh Tết Đông biết, nhưng mà em về trên cái sở quê hương của em đó là ở ngay cái dòng sông này. Ừ, dòng sông này là ngay chiếc ghe đó. Yeah. Nó tôi có, tôi đó là cái nó có đó có cúng rồi. Nãy cúng tôi khóc luôn. Cái ngày ông ba đưa ông Tư về á thì con nghe nói gặp một cái bị sự cố thì như thế nào, ông ba có thể kể lại con nghe không? À thôi, có sự cố luôn bằng cũng như là nó xui mới xui ngồi cái máy đổ cái là cái gì cũng như là mình nói gì mà trong cái máy mà nó hết nhớ hết nhớ á nổ ra ôi cậu xui mới 1/3 đường à. 1/3 quãng đường. Ừ. Ôi trời. Rồi nó trôi lên là được bao nhiêu tiếng thì mà máy nó mới nổ lại. Bữa này là con về nó cũng dừng cái máy rồi hết đất rồi. Thì là không còn giật máy nổi. Vậy là bơi. Ừ. Bơi đến mấy giờ? Thay bên nhau là không thay bản cách rồi từ đó em. Là mở người là trên tiếng hồ bơi 70-80 số. Sau xung quanh thì là tôi anh tôi ơi dòng hồng anh Phát lên gì không thác thiên mà sống con Phát lên anh Tân rồi anh đậu hộ em bây giờ là tới đây em và tay chân cũng vừa đói bụng luôn nó chặn luôn bụng bụng rồi. Cái cũng mình gái vô hồ ổng sao hồ có độ hộ sao mà vô vô cổng mà cái hỏi ông cái ông của tôi đó anh làm ơn hướng đi có tôi của người anh tôi trách ra cũng như là mình nói khi vào của hài gốc á ổng giờ mình thấy bây giờ tôi dầm anh tới đâu rồi đó. Tôi thật cảm ơn nhiều. Vậy là tới mấy tiếng đồng hồ mới có chiếc kia kè theo? Khoảng 2-3 số à. Hai ba số mà nước xui nước ngủ luôn cũng gì nước xui bơi ngủ đó nước chảy ngược. Mình nghe tình mình bị là mình nó hạ quyết tâm là cho anh mình mới hài cốt rồi tới nhà yên ổn á. Không mà ra chiếc đầu tiên tới đây ngoắt lại rồi tới đây hưng ơi bây giờ đây chú. Cái gì? Anh về đâu? Tôi ông anh tôi rồi mất rồi, thiêu rồi cái hài cốt rồi. Thì anh cho tôi gì? Dàn ghe tới đâu hay đó? Tôi tới Bạc Liêu rồi. Thì mười mấy cái số rồi, thì mình đỡ. Rồi rồi tôi thấy mười mấy cái số đâu có chuyện cho đâu. Đó, thì đó. Mình rất là vụ tới đó rồi mình cảm ơn Liên Hiệu á. Vậy là chiếc xà lan dòng. Đúng rồi, chiếc xà lan dòng mình mười mấy cái số. Nếu như mà không có chiếc xà lan dòng thì chắc có lẽ là sẽ rất là lâu tới Cà Mau. Mà đến Cà Mau thì mấy giờ sáng không ba? Có đông 1-2 giờ chiều quá. 1-2 giờ chiều mình tới Cà Mau.
Vì đoạn đường nó dày, nó xa, nước nó lại chạy ngược nữa. Ừ, nó gì? Chú ngược mà mua mấy rồi ha? Trong bước, ba ba, chưa mua mấy. Bây giờ tôi móc một cái dầm tới. Dặn sống lớn mà, sống nó muốn bành cái này. Bây giờ chết rồi, chết rồi. Để có chết rồi đây. Vậy là ông ba đi từ 5 giờ chiều cho đến 1 giờ mấy mới tới đến Cà Mau. Nhưng mà trên cái đoạn đường nó trục trặc nên thành thử là mình phải bơi một quãng khá là xa. À, vậy thì trong lúc đi á, ông ba có chuẩn bị gì cho mình không? Cơm nước gì không? Không có chuẩn bị chân. Trong cái đột xuất bất ngờ của chú nhà, mình thông tin người anh mình mất rồi. Cái người thông tin đó ông ba ơi, ông hay gì ra? Hay không? Tôi báo ông tin tin đường. Đó là cái gì đó vậy? Ông tư mất rồi. Thôi bây giờ cũng có tôi không luôn. Tay chân cũng cũng vậy. Mong biết bà con không cảm tôi. Thì đó, có tin báo báo tôi tin đường. Đó ông tư mất rồi. Bạn ông á. Rồi bạn chiếc cốt dán da mất rồi. Bao nhiêu năm tình bạn không ba? 9-10 năm rồi. 10 năm tình bạn. Ừ, 10 năm đi. Tình bạn thắng thích nhau quá. Đó. Chiều nay có uống rượu không? Cũng có. Uống được mấy ly? Chắc có nửa sĩ à. Vừa uống với ông Tư. Cúng ông Tư rồi mình tự uống luôn. Đúng. Một là dễ ngủ vì mình buồn quá. Ừ. Cũng như mình phải... Hai là mình những ngày này thì coi như là vơi đi cái nỗi sầu bằng cái ly rượu. Đúng. Thật ra thì cô bác với anh chị biết không, khi mà nghe ba kể chuyện trong một tí men say, trong một tí cái giọng hơi bị đớt vì phát âm nó phát ra nó không còn nhiều gan nữa, nên là nữ ông ba kể cái câu chuyện nó chưa được hấp dẫn giống như là cô bác với anh chị nghe. Tuy nhiên về nội dung câu chuyện và những gì mà Bùi Hồ tưởng tượng qua những hình ảnh, những ngôn từ mà ông ba dùng á, thì thấy được rằng được sự quý mến tình bạn của ông ba. Từ 5 giờ chiều đi hơn một ngày, đi hơn một đêm và qua một ngày để trở về lại Cà Mau, ở dưới thêm vài ngày nữa để mà cho gia đình của anh Sầm Hưng thêm phần ấm cúng. Thứ hai là ông ba phải gác đi cái công việc mà gọi là phải nhặt ve chai ở trên sông để kiếm sống. Rồi hổm gài thì không có tiền sống bằng gì. Về nói tôi đây. Lúc mà bây giờ mình nói thật luôn. Lúc mà có người báo và tôi nói bây giờ tôi nghe thông tin, tôi nói thật, trong túi không có 1.000 bạc. Có mấy clip định biết bà con quá cũng. Dạ. Nhưng mà bây giờ rồi. Là còn được mấy trăm ngàn. Hả? Hiện tại thì chắc con biết là chắc còn 200-300 vừa biết. Thôi, thôi vậy đi. Cái người ta thông tin bất ngờ rồi, tôi muốn đi ông. Dạ. Thậm chí là nói ông Tư đi theo gì chạy quýt à. Tôi nói trong túi không còn ngàn bạc. Rồi để cho tôi đi. Dạ. Mà thứ hai nữa là mình đỡ bụng. Cái mấy clip người ta biết tôi thật tình không là ta biết rồi. Ha. Nhưng mà cái đó bỏ qua. Quan trọng nhất là anh Tân. Tôi nói trong túi tôi không còn bạc. Lấy gì tôi đi. Dạ. Đó. Ông ba là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 68 rồi. 68 rồi. Ừ, con gà. 68 rồi. Cũng lớn rồi đúng không? Ừ. Chiều nay là ông ba ăn cơm với gì? Nói chậm đây là sáng giờ tôi không nhớ ông Tư đi. Nhớ ông Tư. Không thể, một con không ăn luôn. Bây giờ thực tế nào? Thôi được rồi, con tin ông ba mà. Hỏi gì thấy. Hỏi vậy đó. Dạ. Hồi sáng giờ nhớ ông Tư, hộp cơm tôi không ăn, tôi dốc. Chắc hương hồn ông Tư mà có nghe được thì cũng mừng lắm. Vì có người bạn chí cốt đúng nghĩa. Đúng cái ngày mà ông Tư và ông ba gặp nhau ở trên một cái dòng sông này. Và đúng cái ngày ông Tư cũng mắc trên dòng sông này và người tiễn đưa đến cái giai đoạn cuối cùng đó là đứa con ruột của mình là anh Sầm Hưng và ông ba. Bao nhiêu đó cũng mãn nguyện rồi. Và coi như thì ông Tư cũng đã dứt nợ đời. Đúng không? Sống ở dưới ghe thì có một mình lủi thủi thì cũng buồn.
Nên là nữ ra đi thì thôi được thanh thản một phần nào hay phần đó. Ai mà cũng phải ra đi thôi mà. Nhưng mà cái cách của ông Tư ra đi này nó hơi lạnh lẽo vì ở trên một cái dòng sông. May mắn là được có ông Tư, ông Ba Tiễn đưa ông Tư về nên nó thêm một phần nào đó ấm cúng, cũng hương hồn ông Tư cũng bớt đi phần đó, đúng không? Dạ, ngày trước mà con gặp thì ông Tư nói là sau này là tôi có mất thì tôi phải đưa tôi lên nhị tỳ hay là bỏ tôi ở đâu cũng được. Nhưng mà sau khi cái phần cuối đời, mãn đời rồi gặp được như vậy thì cũng rất quý. Ra rất quý vì cũng có quý anh chị, cô bác, cộng đồng để mà quan tâm về cuộc sống của một cụ nhặt ve chai. Con câu là sống ở đời phải khổ, không ai đều sung sướng cả. Người giàu thì khổ theo cách của người giàu, còn người nghèo khổ theo cách người nghèo. Quan trọng sao mà tìm niềm vui trong cái sự khó khăn là được rồi. Đúng không? Đúng. Có những người họ rất là giàu nhưng mà họ vẫn khổ tâm. Họ khổ vì vật chất nhưng mà họ khổ vì cái tâm. Có những người họ sống bình thản thôi nhưng mà họ khổ về vật chất tí xíu nhưng mà tâm của họ sung sướng. Tâm hồn thứ giả hơn. Thì quan trọng là mình sống sao được, nghèo cũng được, giàu cũng được, vui là được rồi. Đúng. Thì góp cuộc ra mình đã mình đưa tới gan cái trong khi mà tấn liệm á thì mình không ai thật bây giờ có báo ra hai gói cũng theo rồi chỉ còn đóng cửa tàn đi vô hữu á rồi nói và mình đưa anh cũng mình đến nơi đến nhà cửa đến nơi mình cũng như là cái mình dòm cái gì bàn thờ đó mình cũng vừa lòng hả dạ rồi nhưng mà tạm thời sau này mấy đứa nó có mua cái cũ thờ cha mẹ đó khác mỏ vậy tôi yên tâm đó dạ em biết cái dòng sông này trước đây có hai ông cụ nhặt ve chai và người ta vẫn thường thấy. Tuy nhiên vào ngày hôm nay Bùi Hồ quay trở lại chỉ còn một mình ông Ba. Người mất thì cũng đã mất rồi, quan trọng người còn lại thì phải cố gắng sống tốt để khi mà ông Ba có nhớ về ông Tư á, cúng một cái ly rượu, một cái chén cũng vui rồi. Thấy người bạn như vậy ha, cũng thấy thương, vừa thấy thương mà vừa thấy lại tuổi cho cuộc đời của ông Ba nữa nè. Bây giờ cũng đã tuổi gần 70 rồi nhưng mà vẫn còn chưa có người bạn đời nào để mà hữu hỷ mỗi buổi xế chiều như thế này. Trong đoạn video clip vừa rồi mà Bùi Hồ có chia sẻ thì Bùi Hồ nhận được rất là nhiều những cái bình luận của cô bác của anh chị. Và Bùi Hồ có nói một cái thông tin rằng người mất thì cũng đã mất rồi, ai đúng ai sai thì sẽ tự có người ta tự biết, mình không cần phán xét nhiều nữa. Vì ai cũng có cuộc sống riêng hết á. Mọi người đều chỉ trích, chỉ cảm hưởng nhiều rồi nói ông Tư hay là như thế này, nhưng mà quan trọng là mình cầu cho hương hồn của ông Tư được thanh thản ra đi. Ông Tư cũng không có vui khi mà nghe mọi người chỉ trích chính đứa con gái của mình, mặc dù là một người con gái nuôi thôi, nhưng mà chị Cẩm Hường cũng đã làm hết sức mình rồi. Chị cũng đã lên tận đến đây để mà đem cái cốt của cha mình về cùng với anh Sầm Hưng, cũng đã lo liệu cái phần hương khói cũng đã xong rồi. Mong thì một lần nữa mình bỏ qua đi cho cuộc đời này nó nhẹ nhàng hơn ha. Chiều ngày hôm nay thì có dịp trở về lại đây sau nhà vài ngày đăng clip vì không có thời gian ở cô bác của chị Bùi Hồ cùng bằng một số việc riêng thì trở về đây trên cái đoạn đường này Bùi Hồ thăm lại ông Ba, một người bạn đời của ông Tư, để cho cô bác biết chị hiểu thêm về cuộc đời, cuộc sống của một ông cụ nhặt ve chai đến thời điểm bây giờ cô đơn đúng nghĩa, không có người bạn đời, bạn kết nghĩa thì cũng đã đi rồi. Và thay mặt cho anh Phương là Việt Kiều Mỹ á, Bùi Hồ trích quỹ của anh để gửi cho ông Ba 1 triệu đồng để xoay sở trong thời gian sắp tới, cũng như là cho ông Ba sẽ bình tâm lại, lấy lại tinh thần đi. Những ngày sau á mà ông Ba có đi nhặt ve chai thì nghỉ ngơi thêm vài ngày tí xíu nữa cũng được ha. Nhưng mà con có lời khuyên với ông Ba như thế này nè. Thứ nhất á, là đừng có uống rượu nhiều nữa, tuổi mình già rồi ngủ có mình ơn. Thành nữ là sức khỏe yếu mình cũng không có hay được nữa. Không có người đắp chăn đắp chiếu gì cho ông nên thành nữ là uống ít thôi ha. Cái thứ hai á, là mai mốt là lượm ve chai dư dư trồng lại cái hàm răng cho nó cho cưới thêm bà Ba. Bây giờ góp cụ nha. Bây giờ mình nhớ rồi bằng đời mình ông Tư á, lúc nào cũng nhớ đi. Dạ. Mang này tôi già rồi. Dạ. Có bao nhiêu đứa bụng mẹ cho rồi bây giờ cầm lại thôi. Đẹp thì nó đẹp để mai mốt mà hát với giọng cổ đang lấy lòng của bà. Đấy, bây giờ nè con thay mặt cho anh Phương gửi cho anh Phương ở Mỹ.
gửi trích quỹ của anh Phương ở Mỹ gửi cho ông ba ha. Anh Phương ở Mỹ mà. Dạ. Rồi tôi chân thành cảm ơn anh Phương ở Mỹ gửi cho tôi là số tiền là 1 triệu. Anh Phương ơi. Thôi khỏi cần đưa lên cao quá. Không sao, bỏ túi đi, anh Phương thấy rồi. À dạ. Quan trọng là bây giờ là cắt cho kỹ đưa cao quá, anh trộm coi được clip này kiếm ông ba nữa, tính sổ nữa. Thôi vậy đi. Mày vui chưa? Vui vui ít mà buồn nhiều. Đối với ông cụ thì những cái phần tiền này á, Bùi Hồ cũng không dám trích nhiều, vì một phần ông sống có một mình, đăng lên mạng nhiều á thì sẽ bị ảnh hưởng đến cuộc sống của ông ba nữa. Nên chủ yếu làm sao xoay sở cho cuộc sống cho những thời gian sắp tới. Ai sống thì cũng cần phải lao động hết cả. Có người lao động nhiều thì sẽ xài sang hơn tí xíu, người lao động được ít tiền thì sẽ xài gói ghém lại tí xíu. Con câu khéo ăn thì no mà khéo co thì ấm, đúng không? Nên là nữ là rất cảm ơn tấm chân tình của cô bác của chị Quý Mạnh Thượng Quân, cũng như là ngày hôm nay thì cảm ơn anh Phương rất là nhiều. Và một lần nữa thì Bùi Hồ xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị Quý Mạnh Thượng Quân, các nhà hảo tâm đã quan tâm đến cuộc sống của hai ông cụ, những cũng như là những thước phim mà Bùi Hồ cùng với các anh em đã chia sẻ lên. Một lần nữa thì rất mong cô bác của anh chị, chúng ta không nói được những lời tốt đẹp á thì không nói được những lời tốt đẹp thì thôi đừng bình luận, để cho những người ra đi cũng như là những người ở lại thêm một phần nhẹ nhàng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở video clip sau. Dạ, xin kính chào quý bà con trong nước và ngoài nước. Tôi chân thành cảm ơn giúp đỡ tôi những trong lúc mà khó khăn. Người bạn đời tôi ra đi rồi, không? Và tôi ở lại độc thân thì một mình đó, ý là một mình đó. Mình phải cố gắng lên, mình nhớ thì nhớ, phải thư giãn. Phải bỏ là mình phải cố gắng tìm mọi cách mình giải quyết những khó khăn. Mong quý bà con cô bác trong nước và ngoài nước. Rồi đừng buồn nữa. Rồi ôm nha ai. Ôm nha ai, đừng khóc nữa. Hùng nữa, hùng mất găng rồi. Rồi mẹ. Rồi bye bye.